Rồi chào mọi người nha. Thì hôm nay mình quay cái cảnh mà buổi sáng khi mà mấy con trồn này bắt đầu nó ăn xong rồi nó ngủ. Thì cũng nhân đây cũng trả lời một cái câu hỏi của một bạn. Đó là trồn bạn mua về là cái trồn hậu bị mà về sau mà bỏ vô chuồng mới mà nó cắn chuồng. Nó cắn phá chuồng và nó rất là hung dữ. Như vậy thì đó có phải là cái con trùng thuần hay không? Thì mình xin trả lời. Thật ra đó là cái con trồn mới bắt trong rừng nó mới về đó, chứ không có con trồn thuần nào mà nuôi từ nhỏ mà cho tới lớn ở trong chuồng mà ta bắt bắt về mà thả vô chuồng mà nó cắn phá chuồng nghe cướp 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 được. Tại vì á, mọi người biết rằng á, khi mà cái con trồn này á, nó ở trong chuồng, ví dụ như cái con trồn này nó ở trong chuồng từ nhỏ thì nó biết là những cái cây sắt, những cái thanh sắt, những cái ở trong lòng mình á, thì nó sao cắn nó rất là đau đó, cho nên là nó không bao giờ cắn chuồng phá chuồng gì hết á, trừ khi nó lên giống á, mà nó cũng cắn là nó cắn sượt sượt nhẹ nhẹ thôi à, chứ còn cái này nó cắn cắn rất là mạnh, nó táp vô luôn cây sắt, thì đó không phải là cái con trùng thuần nha. Đó, cái con đó mới vừa mới bắt về chừng khoảng 1 2 tuần, nếu mà 1 tháng 2 tháng 3 tháng gì nữa nó cắn vô nó đau là nó cũng không có cắn nữa đâu đó. Thì đây là một trong những cái kinh nghiệm mà mình biết được để mình chia sẻ với các bạn cái ý như vậy. Như vậy thì tại sao người ta rất là coi như là ngại nuôi những cái loại chồn như vậy, vì lý do là thứ nhất là ở trong rừng á, thì nó ở ngoài tự nhiên á, thì nó có thể nhiễm những cái bệnh mà mình không biết được, rồi mình vô mình nhập đàn á, thì nó sao nó lây qua cái con chồn của mình. Ví dụ như chuồng mình vậy nè mà nó khè thì nó văng nước miếng qua các cái con trùng khác, rồi nó vương vãi đi thì nó làm cho nó gây lên những cái nhiễm những cái con virus đó, nhiễm những cái con virus mà ở đó mình chủ quan mình không biết được đó, thì nó dẫn đến cái trường hợp là nó bệnh nha, nó bệnh. Thì hạn chế là nhập đàn những cái loại trùng như vậy. Đó, nó không tốt cho cái đàn chồn của mình hoặc là cái bầy chồn mình mới gây dựng lên mà nó gặp những trường hợp như vậy thì rất là cực. Đó, rất là cực. Đó, nó dữ quá thì nó cũng không nên nha. Ví dụ như mấy con chồn mà mọi người thấy đó, nó rất là thân thiện, nó không có kiểu như mà khè nó dữ dằn gì hết đó. Thì đây là một trong những cái ý để mà mình chia sẻ cho mọi người đấy, có gì mọi người đỡ lầm, chứ không phải nói con này ghê lắm dữ lắm này kia. Đây nè, mình mở cửa ra là nó đâu có chạy ra đâu đó, nó cũng không chạy ra nữa đó, mà có ra thì nó cũng bò từ 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 đi đó, nó ở trong chuồng riết nó quen rồi đó. Cho nên là bây giờ á, là mọi người phải lưu ý cái điều đó để có gì trong chăn nuôi á, thì nó đỡ đi những cái rủi ro, những cái hạn chế, bớt đi những cái sai lầm, những cái mà người ta mua bán người ta không có nói rõ cho mình đó, không có nói rõ cho mình thì nó sẽ dẫn tới những cái trường hợp mà mình phải xử lý cái dịch bệnh, nó không không biết được những cái dịch bệnh. Thường á, một số anh em á, mà có nhặt những cái con trồn mà ở ngoài thiên nhiên về á, thì á, người ta cách ly nữa, người ta không có nhập đàn liền mà người ta để riêng để người ta điều trị khoảng 3 tới 6 tháng người ta bắt đầu nhập nhập đàn đó, thì nó mới là an toàn hơn cho mình trong cái việc chăn nuôi đó, chứ con trồn giá trị nó cao mà chúng ta là sơ xuất một cái là nó bệnh hết luôn nguyên một cái tổng đàn, nó khoảng
mấy chục con hoặc mấy trăm con nữa thì rất là hao phí nha. Còn đây là mình có được một bầy đây. Bầy này thì cũng cái dạng ký mấy hết rồi. Muốn giao lưu với các bạn, nó gồm có bầy này gồm có là 3 cái 2 đực đó, muốn giao lưu chia sẻ con giống với các bạn nha. Đó, ăn rất khỏe mạnh đó. Bên đây cũng có một bầy nữa nha, bên đây nè, bên đây cũng có một bầy nó đang là muốn ăn, đòi ăn, cũng chạm chạm cái bầy đó đó, cũng chạm chạm cái bầy đó đó, cũng muốn giao lưu. Bên đây thì là 3 đực 2 cái ăn rất mạnh rồi đó, dành ăn đó. Thì bạn nào mà có nhu cầu thì liên hệ với mình với số điện thoại 0974723793. Có gì tới xem chồn đàng hoàng rồi mới tính đó, xem thử coi nó có hợp gu với mình không. Đó, có con ba lên nó táp luôn cái camera mình quay. Đó, mọi người thấy không, nó háo ăn lắm. Cái dạng này mọi người mà đem về nó lớn manh nham nhanh như thổi, nếu mà cho ăn đầy đủ lớn nhanh lắm. Đây là 2 bầy, mỗi bầy 5 con hết đó. Chồn đã lên 1 ký, có con khoảng 1 ký 3, 1 ký 2, 1 ký 3, mình đoán vậy thôi đó. Rất đẹp nha đó. Ăn thì thôi nha, có trái chuối đem bỏ vô là dành nhau ăn nè nè nè, coi mọi người nè, đó táp nè, thấy không đó, dục xuống nè, đó bắt đầu dành nhau nè, ăn ghê lắm, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu đó, không giới hạn luôn đó, dành cỡ đó đó. Cái này mà mọi người mà em về mà nuôi thì cho ăn đầy đủ, nó lớn như thổi vậy. Cái dòng này là cái dòng lứa lứa mà đang sức lớn, sức ăn sức lớn đó, không có đủ cho nó ăn, mình lâu lâu đem ra dục vô cho nó ăn cho vui thôi, chứ còn giới hạn cái mức ăn của tụi nó lại. Tụi nó ăn ghê lắm, không có bao nhiêu mà cho đủ hết á. Đây nè, ví dụ như có bầy bên đây đó, tha đi rồi nha, mọi người xem nè, bắt đầu nó giành nhau, nó giành mãnh liệt đó. Nó là hảo cái món này lắm, món chuối là món hảo nhất, bỏ vô một cái trong vòng tích tắc là hết sạch, không thấy đâu đó. Rồi mọi người có quan tâm thì cứ liên hệ qua số điện thoại 0974 723 793 nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi.